Xin chào các bạn nha. Hôm nay thì mình sẽ trải nghiệm combo bánh tráng phơi sương của Cách Cây. Ủa, đâu mất tiêu chưa rồi? À, nó ở gần đây nè các bạn ơi. Cái combo này thì có mấy chục ngàn mà nó nhiều đồ lắm luôn á. Đầu tiên là bịch bánh tráng gạo nè, hũ gút tép hành phi, chai bơ béo 30, ớt rim mật ong và một hũ tép mỡ, và cuối cùng là một chai sốt tắc. Và cái best seller của combo này là bịch bánh tráng gạo nè. Cái bánh tráng gạo này á, người ta làm với tỷ lệ bột gạo lên đến 80% là làm thủ công bằng tay, và mình thấy nó khá là mềm dẻo và dễ tách luôn á. Rồi xong. Mình cuốn chắc không đẹp bằng mấy bạn nữ đâu, nên mình cho thêm miếng bơ nữa để bù lại nha. Xin mời các bạn nha. Ăn cuốn thật sự các bạn ạ. Bánh tráng nó mềm mà nó dẻo lắm kìa, không có dai miếng nào luôn á. Cái chai sốt tắc ở bên nhà Cách Cay á thì mình thấy họ làm khá là ngon luôn các bạn. Cái vị chua và cái mùi thơm của tắc rất là nhiều nha. Nhưng mà tiếc quá bị rớt hết nửa chai à. Cái combo này thì đủ chua, mặn, ngọt và béo luôn. Cái bánh tráng á thì mềm dẻo dẻo kết hợp với giòn giòn của tép mỡ, ăn dính cực kỳ luôn các bạn ơi. Ăn là không muốn ngừng luôn á. Ok, nói chung thì mình thấy cái combo bánh tráng này giá nó cũng khá là rẻ các bạn, mà nó dễ ăn lắm nha. Thích hợp với mọi lứa tuổi luôn. Trẻ em cũng có thể ăn được và những người niềng răng cũng ăn được luôn nha. Nên các bạn có mua thì mua đủ ăn thôi, và nhớ bảo quản theo cái hướng dẫn của người ta nha.